Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đất Vườn Giá Rẻ của em Sinh Lê nha. Thì ngày hôm nay em Sinh Lê xin giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái lô đất nữa tọa lạc tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai. Và cái lô đất hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị có tổng diện tích là 1.008 m², sổ hồng riêng, cây lâu năm. Và cái lô đất của em bán mặt tiền đường này là 31,5 m nha mấy anh chị. Rồi, nó bắt đầu từ cái cọc bê tông em, cái cọc sắt em chôn này này. Cái hướng này á thì đã được đóng cọc bê tông. Đó. Từ cái vị trí em đứng này chạy vào cái cọc bê tông ở đằng sau. Phía sau á thì đã được xây gạch rồi. Phía sau là cái cạnh này là dài 35 m nha mấy anh chị. Từ đây chạy vào cái đường rào ở đằng phía sau á. Đó. Bán mặt tiền đường này là 31,5 m. Rồi. Các anh chị theo em chạy lại thay nha. Nó bắt đầu từ cái cọc bê tông em chỉ, nó chạy xuống cái chỗ gần cái chỗ cái xe của em á. Gần cái khúc đó. Em dẫn các anh chị lại xem nha. Vị trí ở đây thì rất là đẹp. À đây, cái cọc của em đây nha mấy anh chị. Đó, cái cọc đây nha. Vị trí rất là đẹp. Lưng tựa núi nha mấy anh chị. Cái hướng của chúng ta thì quay ra phía trước đây. Hướng này là hướng Tây nha mấy anh chị. Đó. Tổng diện tích là 1.008 m², sổ hồng riêng, cây lâu năm, sổ hồng đã có sẵn. Cái vị trí này thì nó rất là đẹp. Vị trí nó rất là sáng mấy anh chị ạ. Khi các anh chị em dẫn khách vào đây thì anh chị nào cũng rất là thích vị trí này. Vì vậy nên cái vị trí này em chỉ còn 6 lô nữa thôi nhá. Từ cái vị trí em đứng này này, chúng ta đi ra con đường phía trước thì ở đây thì cũng có đổ một ít đá mi rồi. Còn phía trước của em khoảng 30 m thôi là đường đá mi sẵn luôn. Đi ra đường đá mi này thì ra đến đường bê tông là khoảng 100 m. Và đường bê tông chạy ra ngoài đường đường nhựa chính, đường DT763 là chỉ rơi vào là 150 m đường bê tông nữa thôi. Vậy là cái đất là từ em đứng đây ra đường DT763 là chỉ rơi vào tầm khoảng 250 m thôi nha mấy anh chị. Chúng ta đi ra đường nhựa lớn DT763 ấy thì là nó bắt đầu từ ngay ngã ba Bảo Chánh quốc lộ 1A chạy lên hướng trên Bảo Lộc Lâm Đồng nha mấy anh chị. Ở đây giao thông kết nối rất là thuận tiện. Thì từ cái vị trí em đứng này này đi ra ngay ngã ba Suối Cát thì nó rơi vào tầm 3 cây số. Và cái điểm ngã ba Suối Cát á, là bắt đầu từ cái tuyến đường DT 765. 765 là kết nối từ ngã ba Suối Cát đi ra ngoài Vũng Tàu nha mấy anh chị. Hoặc là chúng ta lên khu công nghiệp ở đây cũng gần nữa. Chỉ tầm khoảng 6 cây số thôi là nó tới khu công nghiệp Xuân Lộc rồi nha mấy anh chị. Đang thu hút rất là nhiều cán bộ công nhân viên về đây làm việc. Thì cái khu công nghiệp này có tổng diện tích là hơn 100 hecta. Thì hiện tại đã đi vào hoạt động được khoảng 50% rồi. Đó, điển hình là có công ty giày Dona Standard đó mấy anh chị. Đó. Công nhân viên về đây cũng rất hàng năm, càng ngày là càng nhiều. Và cái một cái giao thông nó được ưu đãi nữa, đó là tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đấy mấy anh chị. Tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì xuống ngay cái điểm ngay khu công nghiệp Xuân Lộc luôn nha. Vì vậy nên các anh chị di chuyển từ Biên Hòa, di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống cao tốc thì đều rất là thuận tiện. Chúng ta di chuyển từ đây lên cao tốc thì chỉ tầm khoảng 10 phút. Và di chuyển từ cao tốc từ đây lên thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tiếng rưỡi. Còn từ đây lên Biên Hòa thì chỉ rơi vào tầm khoảng 1 tiếng thôi nha mấy anh chị. Đó. Ngay khu dân cư đông luôn cho nên là điện nước đầy đủ. Chúng ta đi ra ngay đầu đường này này là cây xăng, là trường học, là ủy ban. Rất là thuận tiện phục vụ cho cái nhu cầu sinh sống của chúng ta nha mấy anh chị. Đó, nên các anh chị nào nhìn cái video em quay này này
thấy cái vị trí này đẹp và mình ưng bụng á, thì mình hãy liên hệ với em nha. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985 747 863. Thì em sẽ dẫn các anh chị đi xem thực tế tại lô đất và gửi sổ pháp lý tư vấn cụ thể hơn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi nha. Em xin chào ạ.